À, có con máy thủy nữa. Máy thủy. Con máy máy hồi chúng con máy máy nè. Máy thủy. Yamaha. Đúng rồi, màu này màu Yamaha. Có turbo tăng áp luôn. Máy thủy hai máy. Hai máy. Ồ, khá đẹp luôn, con này đẹp lắm mà. Quá đẹp. Sáng trưng. Hai máy. Đây đồng hồ đó rồi. Đây đồng hồ giờ đó nè. Con này chạy 5.900 giờ. Yamaha luôn rồi con. Bốn máy, à hai máy. Yamaha. Thôi rảnh coi nó nhiêu ngựa nha. 220 cm. Mà đang là khoảng 220 kg. Học số thủy rồi luôn nha. Hai con lớn rồi. Con này lớn nè. Con này khá đẹp luôn, Yamaha luôn. Quá trời máy bự. Con này rất kẹp luôn, bốn máy luôn. Con này chạy 7.000 giờ. Rất kẹp luôn, bác kia bốn máy luôn. Yamaha luôn. Ghê. Cái này Isuzu. À Isuzu không có Yamaha, Isuzu mà con ơi. Isuzu bốn máy. Đẹp hay lắm. Máy kẹp luôn nha, máy kim luôn nè. Đây Isuzu bốn máy. Isuzu. Đồng hồ tích đô điện rồi còn luôn mà con. Hồ báo rồi, tốc độ rồi còn, nước đèn này đủ nè. Có gạt số gạt lên ga luôn nè. Gạt số lên ga nè. Rồi này có turbo tăng áp luôn nè. Vô tăng áp luôn. Isuzu. Còn đây là Yamaha. Hai máy. Đây là máy xăng. Bốn máy. Của Canada luôn, ghê không? Canada luôn. Máy xăng bốn máy nha. Bốn mít tông á. Đây. Bốn gì. Máy xăng bốn máy, bốn gì. Còn khá được xăng. Đúng rồi, bốn máy xăng xăng con khá được nè. Máy khá đẹp nè. Chưa thấy hiệu quốc A của Mỹ. Đây đi, hai con máy thủy đi. Yamaha hai máy. Quá đẹp luôn. Đây heo nó đây. Còn đây là Isuzu bốn máy. Thế thủy luôn. Isuzu. Quá đã rồi con ơi. Máy này đẹp không? Anh Dương.